Thấy các bé đây. Nông xin chào quý nhà toàn thể cô bác, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông. Hôm nay cháu Nông với lại Dế và Pó Cừ lại tiếp tục đến thăm các cháu và có mua được một ít đồ để cho các cháu. Dế lấy về đi, cởi lên về đi. Ông khỏe không? Ông đâu? Mình ở Pó Cừ này. Ông chết. Ông chết rồi à? Chết lâu chưa? Lúc nào chết? Sáng. Sáng nay á? Sáng nay mới chết à? Vâng. Ừ. Thế ông đâu? Ông bây giờ ông ở đâu? Ông ở nhà chú. Ở nhà chú ở dưới này á? Vâng. Thế là ông sáng nay ông mất rồi à? Vâng. Ồ. À, các bác ạ, à, ông của các cháu cũng đã mất rồi. Thì vừa rồi anh ông đến thì ông cũng rất là nguy kịch rồi các bác ạ, vì ông bị ung thư gan nên là ông cũng đã mất rồi. Đấy, các cháu còn mỗi không khóc đâu. Cháu không khóc đâu. Tôi chỉ toàn mà lo mê mê mà lo chỉ to này. Chỉ qua, chỉ qua. Chỉ qua. Nào, đi nhà đi. Dế bế ở đây. Con ông sắp khóc theo cô bác. À, sáng nay ông mất ở dưới kia. Thế là ông đi xuống dưới lâu chưa? Hả? Ông đi xuống nhà chú lâu chưa? Tôi giao muôn giả tớ ở đây. Hôm nay anh ông đến đây thì cũng không biết là ông của các cháu mất. Ông của các cháu sáng nay, vừa nãy bà nói là sáng nay tầm khoảng 8 giờ ông mất rồi. Vác ạ. Ông mất cũng nếu mà anh ông đến sớm một tí nữa khả năng là gặp. Thì vừa nãy anh ông đến thì cũng bà có kể là sáng nay tầm 7 đến 8 giờ mất. Không lấy ít thôi. Lấy ít thôi, lấy ra ít thôi, cái kia là của hoàn cảnh khác. Từ từ để chú xem ở đây nhé. Nào, vào đây, vào đây, vào đây, ngồi đây nào xuống. Thật sự là rất là thương các cháu. Đấy, khóc từ nãy đến giờ. Lấy ghế vào đây ngồi đây. Ga rất to lắm, nhỏ hơn ạ. Nè, hôm nay cháu Đông lên đây thì có mua cho các cháu được một thùng mì tôm. Lên lấy cái sổ đấy. Một thùng mì tôm với lại một cân chín cá. Cá đông lạnh các bác, cá đông lạnh. Và một gói kẹo, một gói kẹo nữa. Và một dây cá hộp, quá là một dây cá hộp để cho các cháu. Biết cái này cái gì không? Hả? Biết à? Được ăn chưa? À, được rồi à? Ừ. Đấy, cái này nữa. Tụi bò bún mà nhìn đi, ơ chào hoa lô. À, tụi chào bún. Trước đây ngày mùng 5 tháng 7 thì anh ông đến đây, anh ông có chi mua là
614.000 thì hiện tại là còn dư là 1.900.000 các bác ạ. Trước đây thì là có tiền của bà Trâm nữa, bà Trâm thì cũng đã anh ông cũng đã cộng vào đây là tiền của bà Trâm Hà Nội thì trước đây anh ông đến thì anh ông cũng có mua, xong là vừa rồi là có chị Diệp Sương gửi cho 2 triệu thì cộng vào là 2.514.000 thì ngày mùng 5 tháng 7 anh ông đến thì anh ông có chi là mua nhu yếu phẩm là 614.000 các bác ạ. Thì đến ngày hôm nay là còn dư là 1.900.000 thì anh ông có mua. Hôm nay anh ông đến, hôm nay là ngày 16 tháng 7 thì anh ông có chi mua là 1 thùng mì tôm. Mì tôm là 85.000. 1 cân 9 cá 1,9 kg là bằng 70.000. 70.000 và 1 gói bánh kẹo 15.000 nữa và 1 dây cá hộp của bác hay 1 dây cá hộp là 105.000. 105.000 tổng là 275.000. 275.000 thì hiện tại thì lấy cái số 1.900.000 1.900.000 trừ đi 275.000 còn 1.625.000 nữa. Này này 16. Đấy. Tổng là hiện tại cái số tiền quỹ của 4 chị em ở đây là còn dư là 1.625.000 nữa các bác ạ. Còn cái kia thì tí mang sang đấy. Xem có bút ở dưới nhé. Gạo nó chú mua đến còn không? Còn à? Nói to lên. Còn à? Thế là bây giờ ông mất thì các cháu khác ở đây hay là như nào? Không biết. Không biết à? Nói với các bác là đấy, các cháu còn bé bé thì đã chứng kiến rất là nhiều đau thương rồi các bác ạ. Đấy, nhất là cái bé Dính này, từ lúc 85 ngày tuổi thì qua tay ông với lại bà chăm sóc đến ngày nay thì cháu cũng đã biết đi rồi. Hiện tại cũng đã 2 tuổi rồi, gần 2 tuổi rồi các bác ạ. Hiện tại bà vừa nói là bé mà bé của nó của mà quên đi nó chỉ nó mà của tơ thế này nó chỉ ca thì chỉ nó soi quay bà đấy. Hiện tại thì chỉ còn mỗi bà với lại các cháu thôi các bác ạ. Sáng nay nãy cũng nói rồi, sáng nay thì ông cũng đã ra đi rồi.
nên là cũng rất là khổ, rất là khó khăn cho các cháu. Tụi bò tụi giáo phúc như này mà nhìn đi từ từ phu cho mấy giáo bà cháu khóc, anh ông muốn khóc theo của bác ạ. Bác thì sắp khóc rồi. Ghế phó khóc nữa, anh ông sắp khóc rồi. Nào mang đồ cất đi dưới, mang cất cho các cháu đi. Nào đi cất đồ đi, xuống, không khóc nữa. Không khóc nữa, chỉ có, chỉ có. Để đâu đấy xuống ơi, nào vào đây nào. Để dính ở đấy đi, em để đồ đâu. Cái cá đấy không để đấy đâu, phó. À, từ từ lấy vào đây để bảo đã. Lấy ra kia để bảo đã. À đây, đây, đây dế để đây. Cái này biết ăn chưa? Làm như nào? Mở ở đâu? Mở cái nắp này. Biết ăn rồi gì? Súa biết ăn rồi gì? Thế thì súa sẽ cái này nhé. Gam mùa hao á hả? Đun cả cái lọ này nhé, trong mới mang nha, để bật cái nắp này, đổ vào bát xong là cho các em ăn nhé. Nhớ chưa, mỗi lần 4 người thì ăn 2 hộp nhé. Súa này, cái gì nữa nhỉ, em gái của súa là gì nhỉ? Súa này, súng này, da này, dính này, ăn mỗi bữa cơm ăn 2 hộp nhé. Luộc xong ăn 2 hộp. Còn đây là cá này là ăn cái này trước nhé, ăn cái cá này trước nhé, biết chưa? Bà nấu cái cá này cho ăn trước nhé, nhớ chưa? Cá này để lâu là nó sẽ hỏng, mì lu á, mì lu lò mà chỉ sinh nó hả? Thì nếu bảo bà làm cho các cháu ăn nhá, nhớ chưa? Không là cá này cất đi đã. Ăn hết cái này xong, ăn hết cái cá này thì mới ăn cái này nhá. Nhớ chưa? Rồi cái này chú để đây nhá. Là cái cá kia để thấp xuống. Rồi, để ở đâu đấy để đi. Lấy kẹo đây. Đấy, các bác à, cũng rất là khổ. Trước ông còn sống còn khỏe thì còn ông nấu cơm cho các cháu ăn, các bác ạ. Thế thì hôm nay ông cũng đã mất rồi, thế thì có lẽ không biết là các cháu còn tiếp tục đi học được nữa không. Trước đây thì cũng khi mà mất bố thì còn ông ở lại thì ông còn cho các cháu đi học được. Thì giờ phút này thì ông cũng đã không còn nữa, không biết là cũng chuẩn bị đến năm học mới rồi, thì cũng không biết là các cháu sẽ còn tiếp tục đi học được nữa không, các bác ạ. Nào đi nào, không khóc nhiều đâu. Các cháu với lại bà khóc dế nữa, bó nữa khóc, khiến anh ông cũng sắp khóc theo rồi, các bác ạ. Ngồi đây. Nó tha đấy, bây giờ thì còn
Ông mất rồi, chỉ còn bà với lại Súa là người lớn tuổi, còn bà đây thì cũng có tuổi rồi, nên là cũng không biết là ai sẽ là người đứng ra lo. Cô chú thì cũng lo được một phần nào thôi. Rồi, nói to lên. Rồi. Còn mấy bạn bé thì cũng chưa biết đau xót, nên là mấy bạn bé cũng không biết gì. Rồi. Này nhé, đây là cất để cho các em ăn nhé, Súa nhé. Vâng. Bỏ lên cái này đi vứt ở bếp. Thế là từ hôm nọ ông xuống dưới kia là các chú cho bò xuống, cho trâu cho bò xuống dưới kia hết nhỉ, Súa? Vâng. Đấy là bò với lại trâu của ông phải không? Vâng. À, thế là ông ốm xong là ông xuống dưới, thế là lại các ông với lại bà lại dắt bò xuống dưới. Thì khả năng là hôm nọ có hai mẹ con trâu với lại một con bò, đây là của ông khi mà các bố các cháu mất thì ông dắt lên đây chăn. Thì ông rồi ông ốm, ông vừa nãy hỏi bà thì bà có nói là ông chuyển xuống dưới. Ông chuyển xuống nhà dưới ở được hơn tuần nay rồi. Cũng khả năng là ông cũng biết là mình sẽ không qua khỏi, nên là ông mới chuyển xuống ở dưới nhà chú, nhà của các cháu, con trai út của các cháu. Ở đây thì là người Mông, dân tộc nào cũng vậy thôi, là hay đi theo con trai út để ở với con trai út. Thì ông cũng đã dắt trâu bò xuống dưới hết rồi. Thương quay cái chuồng bên kia đi cho. Như trước đây thì anh em mình đến đây thì còn thấy hai con trâu và một con bò ở cái chuồng. Thì đến hôm nay đến thì không thấy gì. Thì hỏi các cháu cũng có nói là ông mang xuống dưới hết rồi. Mang xuống dưới để nuôi ở dưới. Thì có lẽ ông mang xuống để đến ngày hôm nay, như ngày hôm nay thì sẽ mổ để làm đám. Đi soi cho bà kìa. Nhìn đi xe, cái yên xe nè. Cua, nó xét cua. Lấy ăn đi. Rồi. Thật sự là hiện tại là cái người ở lại rất là khổ. Đó là còn bốn cháu hiện tại rất là khổ các bác ạ. Đây. Dì ơi, lấy cái túi này đi buộc đi. Lấy cái này đi buộc vào xe đi. Đây còn bát với lại ấy nhé. Xe buộc cẩn thận nhé. Bát ở trong này nhé. Buộc tí nữa sang nhà nhủ với đây, nhà mỉ. Sung mỉ. Bà khóc rất là nhiều các bác ạ. Đấy, Súa lại khóc tiếp rồi. Còn ba bạn bé hơn thì chưa biết gì, nên là chưa biết khóc.
Giờ thật sự không biết làm như nào nữa các bác ạ. Đấy, công của ông chăm các cháu đến lớn đến như này thì hiện tại các cháu thì không có một cái gì để báo hiếu cho ông. Ví dụ như làm đám cho ông, các bác ạ. Bố thì không còn, thì hiện tại còn bốn cháu thì cũng không có cái gì để báo hiếu cho ông, thay bố báo hiếu cho ông. Có khóc à? Hả? Không khóc sao mắt đỏ thế? Thế buồn à? Không mà làm như thế. Cũng thật sự là cũng rất là mong là các cô các bác cùng quan tâm các cháu. Hiện tại các cháu thì nói thật với các cô các bác là không còn nuôi nương tựa nữa, còn chỉ còn chú với thím và bà nữa thôi các bác ạ. Thế ông mất như thế thì mấy đứa lại sắp đi học rồi thì làm như nào? Mà xuống không đi nữa. Ông mất rồi không đi học nữa. Muốn phải đi chứ, không đi học thì ông mất rồi lại định nghỉ học à? Hả? Mà xuống. Chúa là học lớp 6 ấy nhỉ? Dạ. Lớp 6 mấy nữa đi học lại học lớp 7 rồi phải không? À đâu học lớp 6 ấy nhỉ? Vừa rồi đang học hết lớp 5 phải không? Ừ. Có lẽ các cháu thế lại tiếp tục không được đi học các bác ạ. Hiện tại nếu mà được các cô chú nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm các cháu thì các cháu sẽ còn tiếp tục đi học được. Đấy. Cũng nói với các cô các bác là hiện tại mà xúa đi học nữa đấy thì là các cháu nó sẽ không ai chăm bé này, bé nhỏ nhất này. Còn súng với lại súng thì cũng đang đi học ở dưới xã, xúa cũng đang học ở dưới đấy. Còn súng với lại còn già với lại Dính thì già thì đi học ở trên xóm, còn Dính thì chưa đi học. Thật rất là khổ các bác ạ. Thế là từ rồi ông ốm thì hàng ngày ai sẽ ai nấu cơm cho các em ăn? À Súa. Bà. Bà. Súa có biết nấu cơm không? Biết. Biết à. Thế là ông mất rồi mấy đứa lại Súa lại phải tự nấu cơm cho các em ăn chứ nhỉ? Phải không? Phải. Một phát tụp bọn dưới đi.
Bà đang vừa thương các cháu vừa thương ông, khóc từ cả buổi sáng các bác ạ. Này một cái từ à. Một chấm lê. Thì cũng đến đây để giúp các cháu. Hiện tại anh ông không biết là để sẽ để làm gì để cho các cháu của bác ấy. Chỉ đến để chuyển ít quà thay mặt bà Trâm và chị Yệt Sương tiếp tục mua nhu yếu phẩm đến để giúp các cháu không. Nên cũng không biết là sẽ làm gì cho các cháu giờ phút này của bác ạ. Cũng rất là thương các cháu, cũng không biết làm gì được. Nó mà khi nó mà nhìn đi từ giờ phút mà từ ông mà phút cho mấy giờ lo u lọ u xí đó từ dài u chỉ rằng mà ông muốn hư cho mình nhụa ý là quý phẩm đấy u không làm no sa hà li ô ni phong thì nó u già vô hà li tiêu tu ni mà cho mình nhụa ni tu ni tay ra tu ni tu ni tụi mình xài một quả tứ tụi mình xài một bẹ u rồi chỉ to lút tụi mình giàu là hả mua đây là bà ngoại của Súa nhớ mà tụi mình tụi cho đi mà em níu khua tụi miệt tay nè. Bà ngoài vẫn về xem các cháu nhưng mà mẹ lại không về. Mở cái tóc này kia là bà ngoại của Súa đây. Thế mẹ có về thăm không? Ông ốm mẹ có về thăm không? Không. Ừ, có bà đến thăm đông lắm các bác ạ. Ai cũng đến thăm. Súa khóc từ khi đến đây các bác ạ. Thì các bác ạ, thì anh ông cũng rất là buồn thấy các cháu khóc và bà khóc, thì anh ông cũng sắp khóc trong lúc này. Thì có lẽ cái chia sẻ nhiều thì cũng thật sự là rất là thương xót, rất là đau, nên là anh cũng sẽ dừng cái thước phim ở đây.
Nếu mọi người quý mến các cháu đó thì mỗi người cho các cháu xin một ít để báo hiếu cho bố, thay bố báo hiếu để làm đám ma cho ông. Thì có lẽ cái thức phim của nông xin phép được khép lại ở đây. Nếu mọi người quý mến anh ông thì cho anh ông xin một like, chia sẻ, bấm đăng ký để ủng hộ anh ông. Anh ông xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các cái thức phim sau. Yeah.